Ok, và xin chào tất cả anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý mùa 4 anh em. Rồi, và như anh em đã thấy thì chúng ta đã bắt được một con Nami tinh anh pháp sư. Và chắc là trận này thì mình sẽ chơi cho anh em xem là cái đội hình Nami công chúa bóng bóng. Mình cảm thấy thì đội hình này thì nó vẫn còn khá là khỏe. Thứ nhất là chúng ta sẽ có được khống chế của Nami này, khả năng spam Q từ khai sáng với cả sát thương cực kỳ khủng từ vọng âm nữa, cho nên chắc là mình sẽ cho đội hình yếu đi một chút để chúng ta có thể lấy được cái vọng âm lưu lần sớm nhất có thể nha. Ui rồi, búp bê địa ngục, đội hình khá khỏe. Hôm nay thì cũng chơi pháp sư khai sáng hay là gì đấy, bắt rất là nhiều những vị tướng đằng sau, có Akali, có Kalista. Ui rồi, có ba thần sai ngay từ vòng 2.1 đấy ạ, khá là hên. Để xem nào, có Lulu này. Mà chắc là trận này chắc là mình chỉ chơi ba thần à ba pháp sư mà thôi. Thế vào đấy thì mình sẽ kẹp thêm khai sáng vào, và anh em có thể dồn đồ cho Nami hai vọng âm và cần thêm một trang bị thủ nữa, kiểu như là một cái áo choàng thủy ngân hoặc là một cái giáp thiên thần. Hiện tại thì mình có sẵn một cái thanh BF này đây ở đây rồi. Và nếu như mà anh em có quá nhiều đối thủ thì chúng ta có thể dồn đồ cho Ire đằng trước, với cả còn nhiều đồ nhiều thanh BF thì chúng ta có thể dồn đồ cho Talon nhá. Đấy, rất là nhiều sự lựa chọn cho anh em chơi cái đội hình khai sáng Nami công chúa này. Ôi, sát thủ ngáy ngủ. Đội hình cung giáo nó vẫn mạnh ở mọi meta. Meta nào thì cung giáo vẫn là một trong những cái đội hình giữ máu tốt ở đầu game. Và late game khi mà kích hoạt đủ 9 cung giáo thì chịu ôi, người anh em Galio 3 sao thì gọi là mắc trâu luôn. Rồi, hai trận thua liên tục. Mau trận tiếp theo thì mình sẽ bị thua luôn. Chúng ta lấy cái chuỗi thua nó cũng khá tốt. Ui giời, có Lux mà chắc là cũng không bắt được. Tạm thời cứ cho con này vào đi. Theo em là mình có nên bán con Cheetah Face đi để chúng ta tích tiền không nhỉ? Và cho Nami vào. Nhưng mà chút nữa sợ đội hình nó lại yếu quá. Yếu quá thì không có gì để đép cả, nên chúng ta sẽ bị thua bãi đá hoặc là bãi người sói chẳng hạn. Như thế thì mình cũng không thích một chút nào. Ai đây? Ken, Vũ. Ui xôi, rồi cũng là mê thần tài à? Thần tài à, mình có hai thần tài thôi và hai đô sĩ, kẹp thêm một con Elite 2 sao ở tuyến đằng sau, khá là đẹp trai. Ok, đương nhiên chúng ta không thể nào mà đánh bại được Ken Vũ rồi, cho nên là thôi ba máu mà sợ bị ông nào ông tranh nước mắt nữa thì chắc là cũng hơi dội đấy. Thì finisher không biết là có một nước mắt hay là hai nước mắt, vẫn còn khá là nhiều điều ở phía trước. Padam, ôi dồi ôi, có tia vàng, có tia vàng, nhưng mà ông kia lấy mất rồi. Giờ chạy ra mình cũng không kịp được, thì vàng nó gần ông ấy hơn. Nếu như mà chúng ta lấy được thiều vàng thì nó sẽ đỡ đi thêm một slot. Thôi không sao, bây giờ thì chúng ta có vọng âm rồi, cũng ổn. Và mình nghĩ là bây giờ là cái thời điểm thích hợp để chúng ta có thể giữ máu đây. Một vọng âm là đủ rồi. Hoặc là chúng ta có thể, nếu như mà không cần, không trận này thì anh em có càng nhiều gậy thì càng tốt, kiểu như có tầm 2-3 cái gậy ấy, anh có thể lắp cái quỷ thư cho Morgana nữa. Rồi, ba pháp sư. Rồi, Kira sắp thấp chút, bảo kê mấy mối thằng em nữa. Ok, mình nghĩ như này là khá bình rồi. Ủa, ba thần tài ghê quá, ghê quá. Để xem là ai đây nào. Ui, lại Akali và Kennen ở đằng sau. Bất Vũ. Ok, đội hình này thì chắc là bây giờ không có cửa rồi. Hai tiên phong và vọng âm thì cái sát thương của nó sát thương phép, cho nên vọng âm nổ mắc thốn luôn. Mà nó lại tung skill hai lần của pháp sư á, cho nên sẽ tối ưu được cái trang bị vọng âm của chúng ta.
Luden. Zumi biên gì? Anie này, ok. Anie. Mình có nên thay vào vị trí của Chitopay không nhỉ? Nếu mà thay vào thì cũng được. Anie thì chúng ta sẽ giúp cho tuyến đầu nó cứng cáp hơn. Và đổi lại thì đội hình của chúng ta sẽ hơi yếu. Thôi thì cứ bình tĩnh nè, việc gì phải vội. Đúng anh em, không việc gì phải vội cả. Cứ bắt để đây. 276 sát thương x2 lên, cộng với 150 sát thương vọng âm nữa, hai lần nữa là 300 nữa. Ôi ôi, rơi vào tầm khoảng 1000 đam đó mới rồi. Bùm bùm đấy, anh em thấy không, đam mắc to 3000 đam luôn, kinh khủng thật. Bên này thì đang có đánh nhau lớn rồi. Họ hình như là mất chuyện thua. Lulu như này đi, cho Annie vào. Như mình đã nói thì mình sẽ chơi 3 pháp sư thôi, thay vì 6 pháp sư. 3 pháp sư và kẹp thêm khai sáng cho Nami của chúng ta, tối ưu được cái skill khống chế của nó. Như thế thì nó sẽ ổn thôi. Với cả con Nami tinh anh này thì cái lượng mana của nó sẽ ít hơn so với những con Nami không tinh anh. Cho nên anh em nếu mà có thì hãy chơi thử đội hình này nhá. Nó mình nghĩ anh em nhiều anh em chơi rồi, đúng không? Ui rồi ôi, một cái gậy này ngon này, càng như vậy càng ngon nhá. Đội này là đội hình thế. Chúng ta có thể dồn đồ cho Morgana, Nami. Đấy, rất là nhiều sự lựa chọn. Ok, anh em không nhất thiết phải lên Nami 3. Đấy, nhưng mà mình nghĩ anh em nên cấp 5 để chuẩn bị mình slow roll. Vãi ông Nami kìa. Chơi mà chơi thần tài mà bắt Nami. Được thôi, chẳng lẽ tôi lại bắt thần tài lại. Đấy, anh em thấy không? Yêu nhau lắm, đánh nhau đau thôi. Ai đây nào? À, cục Sida. Hôm nay chắc tính chơi khai sáng sát thủ à? Sát thủ nguyệt tộc kết hợp với gì đó? Kết hợp với bí ẩn khai sáng và đại sư à? Con Nami của mình bây giờ nó đép được giữa game được rồi đấy. Ta-dam. Giờ là hơi bị khỏe. Nguyên team đi vào hết. Ủa, gì nick nè? Time can. Được thôi, chơi 3 thần tài vào cũng là ok nhá. Giờ chắc là mình nghĩ là anh em cũng không cần thiết lên Nami 3 đâu. Nami 2 là nó cũng mạnh rồi. Nami 3 thì chúng ta sẽ tốn rất là nhiều tiền. Hiểu không nhé? Nami 2 thì mana nó vẫn như Nami 3 thôi, nhưng mà sát thương nó hơn. Nami 3 là nhiều khống chế hơn chút. Lên được thì lên, hoặc không lên được thì lên. Ai ạ, ai ạ? Nani tiếng Anh thần tài, căng đấy. Boom boom. Ui, thua rồi. Kẹp các u hồn thế thì đánh thế nào được. Ok, để mình đang đứng ở vị trí top thứ 5 ạ. Khá là cần thêm một cái nước mắt nữa. Còn không thì mình sẽ lấy đai máu. Hoặc là dùng thuốc. Hoặc là một trong những cái trang bị thủ cho Nami như mình đã nói. Seju luôn. Tôi Seju vào sợ mạnh quá. Bán đi. Đợi khi nào thắng được trận thì chắc mình sẽ bán thần tài. Seju vào nó mạnh quá. Cho Fiora vào thì mình cũng không bán máu được. Tuy là kế hoạch được
2 khai sáng đấy. Ủa, Kên Vũ càng thế này. Mình kiểu chơi thiện xạ à? Đúng không? Cũng ăn đi 2. Nghe dạo này hơi ốm một chút, hơi ho một chút, anh em thông cảm. Mình sẽ cố gắng làm thật là nhiều video cho anh em xem. Mong là anh em sẽ ấn like và đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình. Đấy là những nguồn động lực giúp cho mình làm video mỗi ngày cho anh em xem. Có 2 cái nước mắt. Mất một cái rồi. Uầy. Mới chạy ra lấy kịp không? Ok ok. Mày quá. Không có nước, nước mắt coi như là hẹo luôn. Nami thì chúng ta chỉ cần 2 cái nước mắt thì mới vào nó sẽ tung skill luôn, cho nên khá lợi hại. Nami này, đấy, tự ra mà. 2 vọng âm người đã, làm gì gì là. Đấy. Thắng một trận mình bán thần tài giữ máu đẹp game luôn. Đi rồi. Cứ bình tĩnh thôi, không biết gì phải vội nha anh ạ. Cứ làm theo mình là được. Ui ôi, 1 tấn 4 tiền ạ. Vãi cả nhà ấy. Ui, Gian An xong đấu. Tôi chưa thấy cái trường hợp nào mà nó lại như cái trường hợp này. Đây là chúng anh ta sẽ đổi sang cho Warwick đi mà. Rồi. Hình này của mình chắc là đép tầm giữa game được rồi đấy. Ui, có Seju luôn chứ. Này thì mình sẽ cho kẹp 2 bí ẩn vào. Chữa thì chúng ta có thể cho Sen vào nhá. Khá là nhiều Riven đấy anh em ạ. Trời nó mắc nhiều Riven luôn. Mà mình đã lắp đồ cho Nami rồi. Nếu như mà chúng ta có Riven bố xanh hoặc là với cả mũ vô thủy thì cũng cực kỳ đẹp trai. Và thêm một cái áo choàng thủy ngân cho nó nữa thì lại càng đẹp trai cài. Búp bê địa ngục bắt được Kennen tinh anh hộ pháp. Hộ pháp cung giáo căng căng và lăng tăng tăng. Kinh nhé. Khởi kinh ấy anh em ạ. Top 1 của chúng tôi. Đấy. Cả đâu game bây giờ đã ai đánh được cái ông top 1 đâu. Nhưng mà mình là một trong những người kích bại được búp bê địa ngục. Anh em thấy không? Một vinh danh cho mình luôn, nhưng còn gì nữa. Nhưng anh em nào mà muốn cái bạn Facebook mình thì mình sẽ cứ gửi lời mời mình nhá. Mình sẽ để link ở bên dưới. Rồi nhẹ xương xương thôi. Lâu lâu là còn Nami hay là Talon hay là Morgana thì đỡ luôn. Ui, E-Ray 2 đến 4 vị trí của Agoxida. Rồi, 3.7 còn 79 máu. Máu cũng khá ổn. So với top 1 thì không chênh bao nhiêu cả. Tôi lại nước mắt ạ. Áo choàng thủy ngân này cũng là hợp lý. Là một chén sức mạnh cũng là ok. Bán này đi. Bán 2 con này đi. Tem tem. Thiếu một click lấy luôn. Cho Morgana vào. Vẫn còn thiếu Talon nữa đúng không anh em. Mình sẽ lắp một cái áo choàng thủy ngân cho Nami đi. Năng chuỗi thắng. Cố gắng tận dụng để chúng ta lấy chuỗi thắng luôn. Sát thủ ngánh ngủ. Đội hình cuồng giáo xong đấu. Rồi trang bị cho Galista. Và Galio tanh cũng khá là tuyệt vời. Ui, Galio căng đấy.
Calista này găm giáo thì hơi bị nhiệt tình. Con linh thú của mày nhìn đẹp vãi luôn nhỉ. Ong mật tròn. Có Zinix, có Akali, Auri, Cassiopeia. Không bắt được con nào đâu anh em. Chúng mình sẽ cho xem vị trí của Casso. Thì vừa có đại sư. Úi giời ôi. Thần tài, tiện xạ, tiên phong kết hợp với u hồn. Nguyên tộc này. Nguyên tộc có cái quyền năng này cũng khá chất đấy nhỉ. Nó sẽ tăng được cái kích thước khá là nhanh. Thì này, thần tài này mà để trứng thì chắc là cũng không ăn thua đâu đấy. Phải cho đi sớm thôi bu em ạ. À. Ui, mình nhìn nó cứ cho thêm bạn lên không chung cả. Kiểu như mà chúng ta chưa thiện xạ thì cũng được. Nếu như mà phải đối đầu với nam vị công chúa này thì mình nghĩ là một trong những trang bị cần thiết. Đó chính áo choàng thủy ngân. Cho những con đam carry của anh em, giúp nó sẽ bắn được nhiều hơn. Yo. Ta lo luôn. Trời ơi, game nó lại là dễ luôn à. Lên luôn. Mang cái này đi. Rồi. Đội hình khá là hoàn chỉnh rồi anh em. Chúng ta có 6 khai sáng, 3 pháp sư. Lên cấp độ 8 thì mình nghĩ là chúng ta cho Sen vào được. Thì sẽ kích hoạt được đại sư cũng như là bí ẩn. Như mình đã nói. Và lên level 9 thì chắc hẳn anh em đã biết cho con nào vào rồi đấy. Đó chính là Zon. Zon này kích hoạt được đại sư thì mình nghĩ là nó sẽ giảm rất là nhiều tốc đánh. Ây thần cha, nó tròn thủy ngân rồi đây này. Không biết ăn được không? Ghê quá. Cố lên nào anh em ơi. Uầy, mình có Nami nó spam kill nhìn thích cực luôn. Bùm bùm, không ổn rồi. Rất xa đến từ vị trí của Fiora. Mà chắc là cũng không thể nào mà chiến thắng được. Cố lên, cố lên, cố lên, chuỗi thắng mà. Ôi giời ơi, đi luôn. Thôi, thua thì thôi, chẳng sao cả. Để xem nào là cái gì đây. Không có Zon. Mình còn 69 máu. Mình thì ra thứ 1, 2, 3 lại. Là lấy được gậy hay không đây này. Gậy xét thì có phải hơi khó đấy nhỉ. Ừ nhưng mà anh em lại không đam mê. Vậy thì tôi xin thôi. Gậy này thì mình nghĩ là chúng ta sẽ để dành. Nếu như mà có quỷ thư cho Magana thì nó lại là hợp lý. Gossipen Luffy. Buồn sát thủ máy ngủ nhìn béo ấy. Hai Cassiopeia. Rất là tiếc thì mình lại không chơi Cassiopeia. Thì đánh ra khá nhiều đấy, u hồ đấy. As, Lux, Mepha. Và tùy theo về lay game mình anh em nhiều cho anh em chơi gì thì chúng ta sẽ hợp với cái đội hình đấy nhá. Kiểu như là nhiều ông chơi đam nhiều quá thì chúng ta sẽ kẹp thêm mê hoặc đấy. Nhiều anh em chơi phép quá thì chúng ta sẽ kẹp thêm bí ẩn. Và nhiều song đấu quá thì mình sẽ kẹp thêm đại sư. Đấy là cách khắc chế về cuối game với cái đội hình Nami công chúa này. Nami công chúa thì nó sẽ giúp cho anh em giữ máu là một này. Có được chuỗi thắng. Nhưng mà bắt buộc là phải có vọng âm cho Nami. Zihin. May thì Zihin. Đấy Zihin này mà chút nữa mình kẹp một chút mê hoặc vào nữa thì ôi giời ơi em bắn chả đau tẹo nào. 6 thần tài, 4 thiện xạ, top 1, 5 hộ pháp, 6 cùng giáo. Boom. Có luôn hết rìu ạ. À cái này đi. Vọng âm này, chuyện này ra cho mình 3 cái vọng âm. Nami 3 vọng âm thì nó hơi thừa. Tại vì Nami tinh anh thì nó đã có được full cây mana rồi. Cho nên là không nhất thiết phải có quá nhiều vọng âm. Thép vào đấy thì mình nghĩ là cho Nami thêm một trang bị thủ. Nó sẽ spam kill được nhiều hơn. À đây. Xong đấu à.
Búp bê địa ngục. Ui giời ơi, hộ pháp cung giáo. Bay lên nào, là em bay lên nào. Cho bay lên trời thôi. Phải cho bay lên trời thôi. Ui. Vậy mà mình win được. Kiểu như ông nào đang cháy cần dập lửa thì chắc chắn đã có Cường trong đội cứu hỏa ở đây rồi. Đi. Đấy. Thường bét. Bét dập cháy đây anh em ạ. Ok. Sau lâu này thì dù gì chúng ta cũng lên cấp độ 8 mà. Cho nên mình nghĩ chúng ta cũng không cần phải vội vàng cho lắm. Mà anh em nào mà có đội hình gì mà nó biến thái vào, nó dị hợm vào, hãy nhớ là comment ngay ở phía dưới giúp mình. Mà mình sẽ là người thực hiện cái đội hình đấy cho anh em xem nha. Edril này, Edril level 8 thì chúng ta có thể cho vào được, cứu hoạt được hai mê hoặc. Đấy. Không thì chúng ta có thể chiến sen. Mà giờ vẫn chưa ra con sen nào cả. Cung gỗ. Ui. Ui giời ơi. Ari. Cho này vào. Một cái huyết kiếm này. Được rồi. Một cái giết khổng lồ này. Ok luôn. Lấy xin à. Ani. Ủa, không có gì cả. Ami này. Ari chắc là mình không chơi đâu nhé nha. Lát vọng âm cho Morgana luôn. Còn gì nữa đâu mà. Ui, Kenta không không bột. À không không không. Hình thân rừng đã có Asting Anh rồi. Còn Nunu thì nuốt. Uầy, nuốt mẹ chết luôn. Nuốt chút nuốt Nami của mình rồi. Mà hình như là hôm nay đã bị dính mê hoặc. Mà mình chỉ có hai mê hoặc mà thôi. Không biết ăn được không. Một con Nunu này có sát thương chuẩn anh em ơi. Cho nên là ghê quá. Trời ơi. Gì ấy mà thương ông này. Thiệt là bùng. Rồi thế không biết. Talon 2 sao. Rồi rồi. Người chơi hệ. Uầy. Người chơi hệ Talon rồi. Anh em thấy không. Đồn nhẹ phát ra hai con. Nãy giờ Talon đúng là gần như là vì yêu mà đến. Tự đến cho mình. Tatsubia này ra chắc tầm 30 con rồi. Cái lúc mình chơi thì nó lại không ra cơ. Đấy anh em. Thế dỗi nhỉ. Lần này thì chút nữa chúng ta có thể lấy được một trang bị phòng thủ cho nó được cũng được. Ê, chẳng ra Zihin 2, 6 thần tài. Xiên. Ui, Talon kìa. Múa như chim ạ. Ui, lượn như phim trưởng. Ui dồi, đau thế. 17 máu luôn ạ. Level 8 vẫn còn 50 tiền. Mà đổi lại thì còn khá là thấp máu. Xài tiền đi chứ còn gì nữa bạn ơi. Đóng đồ kia còn chưa kịp lắp. Thế cho mình thì không cần biết đúng sai. Mình cứ vàng ngay cái bao tay. Đúng anh em. Dĩ hìn. Adril. Lắp đồ vào bạn ấy. Phong đấu. Hộ phát. Ui thằng giác bẩn này. Nhìn kinh ấy. Zana song đấu thật luôn à. Kalista này. Zana song đấu siêu bút ra à. Ghê ghê ghê. Ủa Zihin đang nuôi Zihin 3. Có thể hay không? Ai đây? Ê, ông nào nhỉ? Ui, ông này đâu hàng rồi à? Dội đấy. Ui, bên này thì sáng rất tài. Mình có nổ vũ được hay không? Ui, xong rồi. 17 máu, đội còn quá đông như này thì đừng có thêm cả gì lần bút anti. Thế là hẹo luôn rồi. Ok. Cái gì bây giờ đây anh em? Ôi dồi ôi, hai cái mũ pháp sư ạ. Hai cái mũ pháp sư. Em ơi, cái gì cho nó đột biến, sát thủ thì lấy bình thường quá. Lấy pháp sư nhân tạo về. Mình lấy sát thủ về thì cho Bangada cũng được. À, bây giờ chắc là mình sẽ bỏ Annie đi. Và chúng ta sẽ cho Talon sát thủ. Wow. Talon sát thủ, liệu có thể hay không? Morgana thì bình thường quá.
Đấy, mo này. Không thích chơi mo pháp sư đâu anh em. Tà lòn, ui dồi, tà lòn 3 rồi. Nuôi luôn, đơm luôn. Đấy, không nhất thiết là anh em phải có Nami 3 nhé. Mình mới Nami 2 nhưng mà giữ máu tốt như này. Nếu như mà anh em may mắn thì chúng ta sẽ có Nami 3 sớm mà thôi. Hô. Mất vũ. Ai à. Zana này bút máu, à bút mana này rất là lực lắm này. Talon. Chút chút. Xiên 2 vắt. Ôi. Ăn được không vậy? Giảm hết đam rồi, giảm hết đam rồi. Cho bay lên trời thôi. Padam. Azil. Bùi này ra rất là nhiều 5 tiền. Nami này. Trời ơi, Nami ra. Ok. Chỗ này mình chơi level 8 rồi. Chúng mình sắp Kalista 3. Sắp Sinh Thông 3. Sát thủ ngay ngủ. Vọc. Trời đấy. Qua bên này. Ôi xuống, ôi kiểu này thằng ta lao nó xin vào đít thằng Zihin. À xin vào thằng Kalista trước. Cũng được. Boop. 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 Xe lại phát đi cho em mày. Đấy. Ôi xuống rồi. Ta lao nó bị có khinh công rồi. Cái này có cánh con mẹ luôn rồi sao. Bay rồi. Ghê quá. Nó xong đấu. Có sen này. Cái gì đây? Lại thêm một vọng âm à. Cái gì thế này. Ôi dồi ôi. Cái gì lần. Riven. Uầy, có do này. Vậy là chắc là chúng ta sẽ cứ pick do này đi. Level 9 cho vào. Trận này thì mình cảm thấy là chúng ta không nhất thiết phải lên level 9 đâu. Theo vào đấy thì mình sẽ cố gắng roll cho anh em xem là Talon 3 sao thêm sức mạnh của nó sẽ như thế nào. Vọng hôm nay là cho đấy thôi. Morgana thì còn gì nữa. Ủa vào week 2 rồi. Lilia no. Ui không ra gì thế. Bán phiêu ra đi. Cay mày. Rồi rồi. Một trận 4 vọng âm. Ai đây. Ui. Mày chơi hộ pháp và cung giáo. Ui người ta lo thì mình vẫn lợi hại quá. Xin hai phát mà anh em. Bắt đầu. Đụt người răng. Bên này thì có rắc quay tay lại đỉnh. Mỗi đội hình thì có một cái mạnh riêng. Giòn. Morgana. Sen. Ok. Mình sẽ lấy 3 vọng âm cho Morgana. Đấy. Nami. Vì Nami 3 thì cũng có gì đặc sắc. Thay vì đấy thì chúng ta sẽ tìm tinh anh. Ui, Morgana luôn này. Morgana tinh anh luôn là khác. Được chưa anh em. Xem trận này mình có thể lấy cho anh em xem là Nami Morgana 3 với cả Talon 3 hay không. Đây, có Talon đấy. Bán Nami đi. Nami chắc là trận này nó dỗi mình lắm. Kiểu như là gần lên 3 sao rồi mình bị bắn mẹ đi. Tắt mẹ nướng luôn. Ây da, tôi thua. Tôi thua kìa bà con ạ. Ủa nhóm này có chắc khá là biến đại. Morgana hoặc là Talon xem nào. Mỗi thằng một con. À đây. Morgana thì cần 2 con. Bây giờ còn 1 con nữa thôi. Talon bạt xào pháp sư. Nice. Nặn nốt cho anh em xem là cái con Morgana luôn này.
Được luôn, sồi ôi. Xin luôn game được chưa? Xin game. Ôi trời ơi, lại quên bán thằng kia đi. Bán do đi, bây giờ mất lấy mất đại sư rồi. Ui, người ta lon kìa. Ui rồi. Ui rồi. Còn Morgana 3 sao x3 vọng âm. Rồi, ơi là rồi, đi luôn. Cứ thế thôi. Anh em xem mà cứ làm như mình là được. Có gì không? Có Edril. Lấy phong kiếm thì nó lại hơi quá nhỉ. Không anh em, lấy phong kiếm rồi. Chơi gì mà lấy phong kiếm. Có gì không? Ôi giời ơi. Thôi. Không lấy làm thao được. Bây giờ là mình bị thua rồi. Kiểu như bình chúng ta có thể hất tung được cái nen hay là gì đấy. Còn lại được Vinh ơi. Ekru 2 rồi mà. Nhà bạn còn gì đâu. Ui mẹ nhìn mẹ cặp đôi trời xinh này. Em thấy không? Đi này. Mắt đẹp trai. Ui he. Đồ chất nhất thế giới rồi đấy. Ok. Này cho. Này đi. Búp. Ui mẹ xiên ghê quá. Mà ngàn này thì thôi chứ. Mày đi rồi. Đi luôn rồi. Ôi thôi. Chưa kịp kích hoạt pháp sư cho Talon. Thế mà lại đi luôn. Ok. Một lần nữa cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi cái video này của mình. Nếu thấy hay thì anh em hãy đừng quên để lại cho mình một like và đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình nhiều hơn nữa nha. Và hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới. Bye bye anh em.